cậu, làm ơn cho tôi hỏi thăm, cậu có thấy tôi làm rơi cái ví ở đâu không cậu? Ờ, dạ con mới thấy cô ơi. Rồi, biết đâu rồi. Cô ơi cô làm ơn cho tôi hỏi là cô có thấy cái ví của tôi rơi ở đâu không cô? Dạ con không có thấy. Mà ví nào cô? Cái ví tôi màu hồng hồng và nhỏ nhỏ gì nè cô. Cô biết không, ông xã của tôi là ông bị bệnh nặng lắm, cần phẫu thuật. Mà nhà tôi không có tiền, tôi mới đi vay cái số tiền đó. Mà vậy trong ví có bao nhiêu tiền hả cô? Dạ 5 triệu. Dạ con không thấy đâu cô ạ. Chắc là cô làm rơi ở đâu đó rồi. Cô gửi qua đi kia tìm xem mà. Biết đâu nữa. Chị ơi, chị ăn xong chưa mình đi. Em cầm số tiền này đưa cho cô đằng kia và nói là em nhặt được. Đây nè. Đòi ra đây. Gửi cô cái ví nè. Ở đâu mà cô có vậy cô? Dạ, con nhận ở đằng kia. Cảm ơn cô nhiều lắm, cảm ơn cô. Có nhầm lẫn về doanh thu năm, công ty quyết định cân đối lương thưởng. Tất cả mọi người hãy nộp lại lương thưởng và vé xe công ty đã phát. Ủa là sao chị? Làm đúng một năm á, đúng ra tụi em phải nhận được lương thưởng. Với lại vé công ty đã phát rồi, em không có mua vé đâu chị. Thế em về quê bằng cách nào? Đúng rồi chị, làm nguyên một năm trời chỉ mong tiền thưởng Tết mang về. Với cả bây giờ cũng 20 mấy Tết rồi, nhà xe cũng hết vé rồi chị. Đó là chuyện của cô cậu, tôi không quan tâm. Dạ, vé của em đây ạ. Em gửi chị. Thiếu một phần. Chị ơi, chị lấy lại vé của tụi em cũng được. Nhưng mà chú Phúc, chú già rồi, chú còn vợ con nữa. Chị cho chú vé nha chị. Dạ đúng rồi chị. Vợ chú Phúc dưới quê á, bệnh nặng lắm. Chú Phúc phải về quê chăm sóc vợ đó chị. Của chú đâu? Dạ tôi Chú Phúc, chú chạy ra góc đường giúp anh Thịnh với. Xe em bị lủng lốp, mà lát anh có cuộc họp gấp với chú. Nhưng mà chú cứ đi, để con trông xe cho. Coi chừng giùm nha. Ủa, đâu có bị bể lốp đâu. Nó ốt tiền rồi đây. Đúng gì? Tiền lương, tiền thưởng, tiền vé xe. Đưa hết đây. Tiền thưởng của tôi đó. Nè, trả lại, tôi báo công an bây giờ. Báo đi. Coi công an tin tôi hay là tin một ông già rách rưới như ông. Bảo vệ mà về đặt cái lương thưởng hả? Nhưng mà cái này là sếp cho tôi mà. Tôi không cần biết. Nhưng đây là luật. Ông khôn hồn quá thì câm cái miệng lại. Chị ơi, chuyện không phải như chị nghĩ đâu. Lương thưởng và vé xe kế toán đã chuyển đầy đủ cho các nhân viên. Còn riêng chú Phúc sẽ nhận thêm phần của Thịnh và Tâm để lo cho bác gái. Dọn đồ đi. Được rồi, đuổi thì đi. Nhưng mà trước khi đi á, chị trả đầy đủ tiền vé tiền thưởng đây. Sân chơi bây giờ là của tôi, luật chơi cũng là của tôi. Cậu không có quyền lên tiếng.
Bước.